Hello, kênh Quốc ngoài của Lâm TV xin chào tất cả các bạn nha. Đây, hôm nay mình đi biên quốc nha các bạn. Mình vừa phát hiện trong cái hướng này có một cọc quắc ở kia trong này nha. Đây, mình triển khai mình đặt cái thứ quầy về cho các bạn xem thử coi nó có đá hay không ha. Nếu như gặp bắt vườn nó không đá thì các bạn xem đúng vui nha.